Giờ Ji sắp điểm tiến cuối cùng, bí mật dơ giấy trong quá khứ bị phanh phui. Kamala Harris đối mặt với bản án không đủ tư cách làm tổng thống Mỹ. Quý khán thính giả thân mến, khi Harris đưa ra lý lẽ cho chức tổng thống, hồ sơ của bà với tư cách là công tố viên đang thu hút sự chú ý mới. Cụ thể, khi Kamala Harris nổi tiếng vì từ chối áp dụng án tử hình đối với một thành viên băng đảng trẻ tuổi bị buộc tội giết một cảnh sát cách đây hai thập kỷ, Bà đã nói rằng sự phản đối của bà đối với án tử hình là có lý do chính đáng và tuyệt đối. Ngay cả dưới áp lực của cố thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Jenny Feinstein, người đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt khi bà kêu gọi áp dụng án tử hình tại đám tang của viên cảnh sát, Harris, khi đó 39 tuổi, vẫn kiên định. Đối với những người muốn bị cáo này phải chịu án tử hình, tôi xin nói một cách đơn giản rằng không thể có ngoại lệ nào đối với nguyên tắc. Bà viết trong một bài xã luận đăng trên tờ San Francisco Chronicle năm 2004, ngay sau khi được bầu làm nữ công tố viên quận đầu tiên của thành phố. Harris viết, Tôi đã hứa với người dân San Francisco rằng tôi sẽ phản đối án tử hình và tôi sẽ thực hiện lời hứa đó bất chấp những cảm xúc mạnh mẽ mà vụ án này gợi lên. Tuy nhiên, chỉ 4 năm sau, Harris đã gạt bỏ sự phản đối lâu nay của bà đối với án tử hình khi bà tuyên bố kế hoạch tranh cử tổng trưởng lý California. Bà tuyên bố rằng, nếu được bầu, bà sẽ thực thi án tử hình theo luật định. Với tư cách là tổng trưởng lý của California, bà đã ủng hộ việc thực thi luật của tiểu bang theo đó cha mẹ của những đứa trẻ trốn học kinh điên có thể bị bỏ tù nhưng nhiều năm sau trong chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của mình bà đã bày tỏ sự hối tiếc rằng một số công tố viên đã thực sự làm như vậy nói rằng đó không bao giờ là ý định của luật sự thay đổi lập trường của bà về chủ đề gây tranh cãi này chỉ là một ví dụ về cách ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ đã cố gắng đi trên ranh giới giữa một công tố viên cứng trắng với tội phạm và một chính trị gia cấp tiến sau vụ cảnh sát gây tranh cãi giết chết Michael Brown ở Ferguson, Missouri năm 2014, Harris đã khởi động một chương trình thí điểm yêu cầu các đặc vụ thực địa của Bộ Tư pháp California bắt đầu đeo máy quay gắn trên người. Tuy nhiên, bà đã từ chối ủng hộ một biện pháp toàn diện hơn nhiều, được những người ủng hộ cải cách cảnh sát ủng hộ. Biện pháp này sẽ đưa ra các quy định trên toàn tiểu bang về các thiết bị. Khoảng 6 năm sau, sau vụ cảnh sát giết George Floyd ở Minneapolis, Harris lưu ý tầm quan trọng của các cuộc điều tra độc lập về hành vi sai trái bị cáo buộc của cảnh sát, trích dẫn vấn đề cố hữu về xung đột lợi ích được nhận thức hoặc thực sự khi các công tố viên địa phương điều tra các trường hợp như vậy. Tuy nhiên, với tư cách là tổng trưởng lý California, bà đã từ chối cung cấp loại giám sát bên ngoài đó cho một số vụ nổ súng gây tranh cãi của cảnh sát trong tiểu bang. Những người chỉ trích bà đã nắm bắt những mâu thuẫn này và những mâu thuẫn khác được coi là bằng chứng cho thấy bà là một chính trị gia hay thay đổi, một tắc kè hoa, như ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng Hòa, thượng nghị sĩ J.D. Defense đã nhiều lần gọi bà. Những người ủng hộ Harris đã liên tục tìm cách biện minh rằng bà là một nhà lãnh đạo cởi mở, không sợ thay đổi suy nghĩ của mình. Thế nhưng họ đã không thể đưa ra được bằng chứng để thuyết phục cho lời bào chữa trên. Bà Harris liên tục thể hiện sự hớ hên từ quan điểm, lời nói cho đến việc làm của bà ta. Khi được hỏi về một số thay đổi trong lập trường của mình trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào tháng 8, Harris cho biết, các giá trị của tôi không thay đổi. Nhưng đằng sau hậu trường lại thúc đẩy dư luận nói rằng bà là lãnh đạo cởi mở và liên tục thay đổi để phù hợp. Trong một tuyên bố, James Singer, người phát ngôn của chiến dịch Harris Walls, cho biết trong suốt sự nghiệp của mình, Kamala Harris đã đấu tranh để bảo vệ mọi người và buộc những kẻ xấu phải chịu trách nhiệm. Bà đã đấu tranh với những kẻ săn mồi, kẻ hiếp dâm, kẻ lạm dụng, kẻ lừa đảo và băng đảng để đòi công lý cho người dân và bà sẽ tiếp tục đấu tranh cho công lý và tự do với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ. Thế nhưng trong thực tế thì bà ta đã liên tục tìm cách giảm án hoặc tha bổng cho những kẻ phạm tội nguy hiểm. Bà ta ủng hộ hợp pháp hóa cần sa mọi lúc mọi nơi. Khi bị chất vấn về sự thay đổi của Harris về án tử hình, một phụ tá của Harris đưa ra lời bào chữa hớ hên rằng vai trò của tổng trưởng lý khác với vai trò của công tố viên quận và nói thêm rằng Harris tuân thủ luật tiểu bang với tư cách là tổng trưởng lý lời nói của bà harris thì tỏ vẻ rất khoan dung và khiêm dường nhưng hành động sau đó của bà ta thì lại như một kẻ côn đồ của tổ chức cụ thể với tư cách là công tố viên harris đã áp dụng cách tiếp cận mà bà gọi là thông minh về tội phạm đối với việc thực thi pháp luật nó bao gồm việc khởi động một chương trình nhằm hướng những người phạm tội không bạo lực đến đào tạo nghề và tránh xa nhà tù và công bố dữ liệu tư pháp hình sự trên toàn tiểu bang trong nỗ lực nâng cao trách nhiệm giải trình của chính phủ một trong những động thái táo bạo nhất của Harris với tư cách là công tố viên là khởi động một chương trình nhằm ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên phải vào tù bằng cách đảm bảo các em tiếp tục đi học. Tôi tin rằng một đứa trẻ không được đi học cũng giống như một tội ác, mà phát biểu trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Thịnh vượng chung San Francisco năm 2010. Vì vậy tôi quyết định sẽ bắt đầu truy tố các bậc phụ huynh vì tội trốn học. Điều này gây ra một chút tranh cãi ở San Francisco, cô cười nói, và thành thật mà nói, nhân viên của tôi đã phát điên. Vào thời điểm đó, bà đã viết trong một bài xã luận rằng bà đã truy tố 20 phụ huynh có con nhỏ vì tội trốn học và tội danh này có thể bị phạt tới một năm tù. Bà Harris sau này nói rằng bà không bao giờ bỏ tù bất kỳ ai, nhưng chương trình của bà đã trở thành cơ sở cho một dự luật quy định rằng việc cha mẹ để con mình từ mẫu giáo đến lớp 8 nghỉ 10% hoặc hơn thời gian học mà không có lý do chính đáng là hành vi phạm tội hình sự. Những người bị kết án sẽ bị phạt tiền không quá 2.000 đô la hoặc bị giam giữ trong nhà tù quận trong thời gian không quá một năm. Harris đã từng làm chứng về vấn đề này trước Thượng viện Tiểu bang. Bà nói, thông qua quyền lực của văn phòng công tố, chúng ta có một củ cà rốt và cây gậy đáng kinh ngạc. Củ cà rốt tất nhiên là hy vọng khuyến khích những hành vi tốt, và cây gậy phát thảo những gì sẽ là hình phạt hoặc hậu quả nghiêm trọng khi những hành vi tốt đó không được tuân theo. Sau khi dự luật được thông qua vào năm 2010, một số công tố viên quận đã hành động Hàng chục phụ huynh đã bị bắt hoặc thậm chí bị bỏ tù bởi các công tố viên khác vì bị cáo buộc cho phép con mình nghỉ học quá nhiều, theo thông cáo báo chí của chính quyền địa phương. Trong số những người bị bắt có Ayman Hadadin và vợ ông Alice, sống tại quận Cam, phía nam Los Angeles. Cặp đôi này bị các công tố viên địa phương cáo buộc vào năm 2011 vì đã để đứa con đang học trung học cơ sở của mình tích lũy 12 lần vắng mặt không có lý do trong một năm học, không trả lời thông báo hoặc không tham dự cuộc họp về vấn đề này và cho phép vắng mặt trong những năm trước trong một cuộc phỏng vấn gần đây với cnn emman hanadin cho biết con trai ông đã phải vật lộn với chứng dị ứng mãn tính thường trở nên trầm trọng hơn ở trường vì vậy cậu bé đã nghỉ học nhiều lần mặc dù ông tin rằng điều đó là hợp lý nếu con trai tôi không thở được thì cháu không thể hoạt động được ông nói về con trai mình mặc dù gia đình anh đã tìm cách thảo luận vấn đề này với ban quản lý trường học hanadin nói với cnn cảnh sát đã đến nhà anh ngay sau bình minh và bắt giữ anh và vợ anh người vẫn đang mặc đồ ngủ họ bị còng tay anh nói và chi tiết về vụ bắt giữ họ đã được nêu bật trong các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương ông cho biết cảnh tượng đó đã ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình ông tôi nhớ mình đã vô cùng sợ hãi người con trai giờ đã trưởng thành của ông connor handadin người đã tích lũy được những lần vắng mặt nói về vụ bắt giữ của cha mẹ mình đó là điều cực kỳ sai trái và đau thương amen handadin cho biết vụ án cuối cùng đã bị bác bỏ người phát ngôn của văn phòng biện lý quận Cam cho biết vụ án chống lại gia đình Hadadin đã được khép lại và từ chối bình luận thêm. Một phụ huynh khác bị bắt trong cuộc truy quét trốn học vào tháng 5 năm 2011 tại quận Cam cho biết bà là một bà mẹ đơn thân phải làm hai công việc để nuôi năm đứa con. Sau khi bị bắt, bức ảnh cô bị còng tay được công bố trên phương tiện truyền thông địa phương khiến cô đã mất một công việc làm đầu bếp tại một nhà hàng và gia đình cô bị cộng đồng xa lánh, phần lớn các phụ huynh đều đã tố cáo kamala harris là một mụ đàn bà vô nhân đạo harris người trong nhiều năm đã ủng hộ các công tố viên tham gia vào các vụ án trốn học kể từ đó đã bày tỏ sự hối tiếc về hậu quả không mong muốn khi cha mẹ bị truy tố và bỏ tù bởi vì đó không bao giờ là ý định alice hadadin đã đặt câu hỏi về những tuyên bố đó của harris tôi không nghĩ bạn có thể coi đó là hậu quả không mong muốn vì bà ấy là người tạo ra luật và ta không thể chối bỏ được hồ sơ thực tế trên trong chiến dịch tranh cử với tư cách là ứng cử viên tổng thống bà thường xuyên khoe khoang thành tích của mình với tư cách là công tố viên hàng đầu của california bao gồm cả việc bà cho biết mình đã chống lại các ngân hàng lớn đã tịch thu nhà của mọi người và truy tố các băng đảng ma túy mexico và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia khác trên thực tế thì phần lớn cử tri ở california đã tố cáo bà không làm đủ trong thời gian làm tổng trưởng lý những dự luật bà ta đưa ra và áp dụng đều kỳ quặc và rất nguy hiểm bà ta xem đó như là một trò chơi hoặc một sự tập dược cho bà ta. Chính những điều này đã khiến bà ta không đủ tư cách làm tổng thống của hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Chương trình tin tức hôm nay xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang lại giá trị hữu ích và kịp thời cho quý vị. Nếu quý vị thấy nội dung hữu ích, xin hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nhất nào trong các bản tin tiếp theo. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại